Hi chứ, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh của AS Mobile. Và mấy hôm rồi quá trời đồ trong game Free Fire ra luôn, nhưng mà mình không có thời gian để mà mua các bạn ạ. Có mấy cái bộ đồ chưa mua nhưng mà không sao hết, không có tiếc giống như lúc trước nữa các bạn ạ. Bây giờ là mình dành thời gian chăm con nhiều hơn nên là các bạn biết đấy, ít ra video hơn. Nhưng mà mình vẫn đảm bảo với các bạn rằng là mỗi tuần mình sẽ có 2 video trên kênh AS Mobile. Và cùng với đó sẽ lâu lâu sẽ có video vlog trên kênh AS Mobile Vlog. Còn kênh Gamer thì sau này nếu như mà có thời gian, sau này chắc là đợi khi nào mà NASA khoảng tầm 18 tuổi á, thì lúc đó là mình hiện tại là mình 28 tuổi, thì lúc đó mình sẽ là bao nhiêu tuổi rồi? Ê em ơi, 28 cộng cho 18 thì là bao nhiêu? 46 hả? Đúng không? À đúng rồi, lúc đó mình sẽ 46 tuổi thì mình sẽ ra nhiều clip hơn nha mọi người. Mà quan trọng là lúc đó có ai xem tôi không mới là một chuyện các bạn ạ. Đây, bây giờ thì mình sẽ vào vòng quay may mắn. Đầu tiên thì sẽ có một cái hiệu ứng vào phòng rất là đẹp, xịn sò quá. Nhìn nó rất hấp dẫn các bạn ha. Quay chính kim cương ra một phát thì mừng muốn chết. Nhà ai ngờ đời không như là mơ. Ba lô mũ rơm hồi giờ mới ra nè. Đó, nó ồn thì thôi. Đó, chưa gì mất khoảng tầm độ 2.000 kim cương rồi đó. Rồi nãy nạp vào là 5.600, còn bây giờ là 3.800. Vòng quay này thì chúng ta có thể bu da. Đây. Chà, giảm hả? Được giảm. Thôi bây giờ vô vòng quay đi cho chắc. Mình không biết cái nào lợi tiền hơn, nhưng mà mình nghĩ là vòng quay nó sẽ lợi hơn. Có lẽ vòng quay nó lợi tiền hơn các bạn ạ. Hay là đắt hơn gì đó không biết. Chứ nhiều lắm. Rồi, tiếp theo là... Wow! Cái này là cây Parapha. À, Parapheo, mình hay đọc là Parapheo các bạn ạ. Parapho mới đúng. Vậy thôi, quay luôn. Parapho mới. Cây này là cây level 7 tiếp theo đúng không ta? Cuồng Long. Mấy cây này mà các bạn không lấy á, lâu lâu ngày nó rất là khó ra. Cuồng Long hấp dẫn đấy. Tiếp theo là cây Long tộc thì có rồi, vòng quay kim cương thì có, cây này chưa có nè, thôi quay thử đi. Xin do một phát ra luôn. Rồi, vòng quay vàng thì cái này miễn phí rồi nên quay thoải mái thôi. Vòng quay vàng mà nếu mà mình quay hết chắc là đến mai cũng chưa hết tiền đâu các bạn ạ. Rồi chắc 183 Lucky là ra nè. Chưa, phát nữa ra phát nữa. À ra rồi. Wow, gói siêu bóng chày, dễ thương cute for my web hết. Mình mở khóa được cái Buya VIP nè, premium. Ôi, hình như mua cái nó lợi hơn đó các bạn. Thay vì thẻ Buya mới có level 6 mấy à. Mà để mở hết cái này á thì mình cần phải cần phải nhận tất cả trước đã. Có lựu đạn, có hồn xác, bộ hộ ngáo, để coi có gì. Có skin xe mới. Ván lướt con chim ngỗng đẹp đấy. Nạp thêm 25.000 nữa đi. Bây giờ phải tiết kiệm các bạn ạ. Để tiền mua sữa cho con. Rồi, đủ 100. Nhận hết nè. Đấy. Bộ đồ. Có hiệu ứng con vịt đi ở trên bộ đồ luôn. Wow, hấp dẫn. Rồi, thêm bao lô gì đây? Bao lô con vịt selfie. À luôn, selfie. Hành động nhảy cùng vịt. Wow, gì đây, thử vận may hả? Thôi ôi, 77 kim cương. Ây da, đẹp hết. Đẹp hết nhưng mà hết tiền rồi. Đúng. Không, mình vẫn thấy hành động gia nhập này là đẹp nhất. Các bạn này. Đấy. Nhìn nó chất chơi người dơi như thế này mà không đẹp sao được. Wow, mấy bộ đồ này chưa mở đây các bạn, đẹp chưa? Mình cần huy hiệu này. Mình có thể nâng cấp bằng huy hiệu khác được không ta?
hình như là không các bạn. Mình có rất là nhiều cái huy hiệu này nhưng mà tại sao nó không cho mình nâng cấp đây nè. Huy hiệu nâng cấp linh hoạt. Huy này hiệu này có thể nâng cấp cho nhiều súng. Không hỗ trợ một số súng nâng cấp. Khẩu khẩu gì đấy? G18 hả? Wow! Rao nào vậy? Sao tôi không biết? Đẹp dữ vậy? Bắn à? Gì đây? Wow! Hành động độc quyền nè. Trời ơi! Ngầu thế! Mở khóa kỹ năng. Hiệu ứng bắn nè. Tiêu diệt kẻ địch nè. Đẹp thế. Nhưng mà tôi thấy mắc cười quá. Mấy cây súng này á thì nó cho nâng cấp bằng cái này. Đây, nó đổi cái này từ cái này nó đổi qua bên này. Đấy. Nhưng những cái huy hiệu khác nó không cho đổi, nó đổi qua rồi nó không cho đổi lại. Đây. Mình đổi qua cho đã luôn thì mấy cái huy hiệu kia nó cùi quá, nó không cho đổi lại, ngược lại. Thiệt á. Nhiều khi tao nghĩ mà tao tức chứ. Rồi, chắc là nâng cấp cây súng kia để sau đi các bạn. Mình mua thôi, nâng cấp thì lúc nào mà chẳng được. Bây giờ thì mình sẽ vào độc lăng chiến. À, cho bạn xem cái này khi mà vô chơi độc lăng chiến nha. Đem cái kỹ năng này vô nè. Rồi, ok. Cho các bạn xem kỹ năng hơi bị đỉnh khi mà các bạn muốn đấu độc lăng chiến mà đấu hơn người ta nha. Tôi mới tìm ra một số những cái mạnh ghép linh hoạt. Đầu tiên là mình sẽ mua khẩu Adup. Chắc chắn là mình sẽ thắng round này các bạn ạ. Ăn chắc luôn, thề. Đối phương có mạnh đến đâu thì mình cũng ăn được các bạn ạ. Đấy, chú chú. Rồi ok, trận 2 các bạn nhớ núp núp kỹ kỹ xíu. Mình ăn rồi chắc luôn. Đóng. Ây, đóng. Rồi, đó là cái cách mà để cho các bạn thắng độc lăng chiến. Cái cách thứ hai nó còn hay hơn nữa. Đây, các bạn đem thêm con say ne. Nhưng mà có một cái là cái con say ne này á, thì thời gian hồi chiêu nó khá là lâu, cực kỳ lâu luôn. Nên là nếu như mà các bạn đem kỹ năng này mà vào đấu ganh thì mà may còn được. Còn kỹ năng này chắc là ban đầu mới vào thì các bạn có thể ăn được đối phương. Mình cứ lao thẳng tới đối phương và bắn thoải mái ha. Rồi mình 420 máu lần không lo các bạn. Nhưng mà như 285 thì phải, cộng thêm giáp nữa là 360 á. Cỡ tầm đó. Rồi, chuẩn bị nè. Rồi bắn. Đó, đối phương sợ hãi. Vẫn còn 120 máu các bạn ạ. Đứng cho đối phương bắn thoải mái nha mọi người. Rồi, ok, như vậy là hết trò chơi rồi. Ở đây có trò đầu to cũng hay và cổng chơi hoài niệm. Mình thấy rất là nhiều anh em hay chơi cái cổng chơi hoài niệm này nhưng mà mình chơi cả một phát ngán các bạn ạ. Tại vì biết sao không? Mình bắn ghê quá. Vô một cái là kẻ địch ngất xỉu à. Một bé. Xong, xỉu. Rồi xong xỉu, còn một nữa là xong. Đấy, xong. Game quá dễ. Nhiều khi game dễ quá nên mình không muốn chơi. Rồi quăng qua đây. Chạy ngược lại, bắn. Tạch tạch tạch. Ta bắn. Bắn tạch 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 tạch. Ảo diệu. Đặt keo. Xong rồi đấm nó một đấm nữa. Ây da. À ok, cảm ơn tất cả bạn đã đón xem clip của mình. Và đừng quên để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ. Booyah. Bye bye mọi người.